hoạch khu vực nông thôn như thế nào để có thể đủ linh hoạt để thúc đẩy nông thôn phát triển là một trong các ý kiến đáng chú ý tại hội nghị thẩm tra luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Theo ý kiến đại biểu, để phù hợp với sự phát triển liên tục của nông thôn, dự thảo luật cần xác định rõ phần quy hoạch nào cần quy định cứng, phần nào chỉ nên quy định linh hoạt. Trong cái nông thôn mới là năm nào cũng phải làm cái quy hoạch nông thôn mới một lần, điều chỉnh liên tục các nhà máy, các công xưởng mọc liên tục, chứ không phải là giờ chúng ta quy hoạch như này, nếu mà chúng ta quy hoạch cứng phát là đứt, cứng là đứt. Vậy thì cái gì là mềm, cái gì là cứng? Quy hoạch nông thôn thì ví dụ như tôi đảm bảo chỉ có cái hạ tầng về giao thông là cứng được thôi. Giải trình về ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết, đối với khu vực nông thôn thì dự thảo luật chỉ quy hoạch về phân bố dân cư. Nội dung quy hoạch nông thôn là chỉ tập trung vào quy hoạch cho mục tiêu xây dựng tổ chức, phân bố dân cư nông thôn và quy hoạch cho cái trung tâm các cấp xã đó thôi. Còn lại các nội dung khác như là quy hoạch nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay chăn nuôi rồi đó vân vân thì cái này chúng ta không thể, không, cái quy hoạch nông thôn này chúng ta không điều chỉnh phần này mà theo các loại quy hoạch khác. Đối với khu vực đô thị, đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định các chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo đô thị phát triển xanh, sạch, đẹp. Trong cái luật lần này chúng ta lại chưa khuyến khích những cái sự điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch mà làm cho được là những cái chung nó được tốt lên. Ví dụ như là mật độ cây xanh tốt hơn này, hạ tầng tốt lên này. Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng cần phải có một cái lối mở để cho cái việc đấy được thực hiện. Dự án luật này ngoài tính đồng bộ, luật cũng cần đảm bảo tính xuyên suốt kế thừa các quy hoạch khác như quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành. Cái hành vi phải cấm ở trong này thì để tránh cho cái việc điều chỉnh tùy tiện hoặc là đến nhiệm kỳ sau thì người lên lại điều chỉnh cái nhiệm kỳ của người trước thì nó phá vỡ hết cái hệ thống quy hoạch mà chúng ta có. Chất lượng cũng đã từng ngày được cải thiện dần tốt hơn rồi, nhưng mà vẫn cần tiếp tục nghiên cứu cái sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật này như thế nào. Bởi vì các cái luật mới ban hành, đặc biệt gần đây là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, để mà làm sao mà xử lý được các cái mâu thuẫn chồng chéo. Dự thảo luật lần này có nhiều điểm mới như tăng cường phân cấp phân quyền, đơn giản hóa trình tự thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đặc biệt bổ sung các quy định mới về quy hoạch không gian ngầm. Dự kiến dự luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới đây.